Phật đã dạy, người mới giàu tu phải tu tập đoạn dứt duyên sanh. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên có 12 duyên như mắt xích sắc. Duyên này có thì duyên kia có, duyên này diệt thì duyên kia diệt. Kinh này bắt đầu từ duyên vô minh. Ưu bi, sầu khổ, bệnh chết là duyên cuối cùng của 12 duyên này, hợp lại thành thế giới khổ đau của kiếp người. Sau khi quán xét 12 nhân duyên, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Như đã nói ở trên, 12 nhân duyên này hợp lại là thế giới đau khổ của con người thành hình. 12 nhân duyên này rã tan là thế giới hết khổ đau hoại diệt. Muốn thoát khổ thì 12 nhân duyên này phải rã tan. Vậy rã tan như thế nào? Và duyên nào rã trước? muốn triển khai minh trí tuệ các nhà đại thừa và thiền đông độ nhắm vào duyên vô minh phải phá trước bằng minh minh tức là trí tuệ muốn triển khai minh trí tuệ các nhà đại thừa và thiền đông độ dùng pháp hành ức chế niệm thiện niệm ác cho tâm không niệm thiện niệm ác là định và do tâm định thì phát tuệ chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền bản lai diện mục hiện tiền là phật tánh mà phật tánh là tánh giác tánh giác tức là trí tuệ do những pháp hành tu tập để triển khai trí tuệ như vậy họ đã lầm không ngờ đường lối tu tập ấy lại khai mở tưởng tuệ khi tưởng tuệ được khai mở thì lý luận của các nhà sư phật giáo phát triển siêu diệt tưởng nên không tôn giáo nào tranh luận hơn được nhất là lý bát nhã do lý luận siêu diệt tưởng bát nhã nên nó đã phá luôn phật giáo chính gốc vô khổ tập diệt đạo còn phật giáo nguyên thủy chính gốc không có lý luận tranh hơn thua không có lý luận siêu diệt tưởng như vậy chỉ dạy thẳng đời người rất là khổ nguyên nhân sinh ra đau khổ trạng thái tâm hết khổ đau và tám cách thức tu tập để diệt nguyên nhân sanh khổ những pháp hành này cụ thể để mọi người ai cũng tu được, cũng thực hiện được sự giải thoát hết khổ như nhau. Vì thế, kinh điển Nguyên thủy nhắm vào duyên sanh để đoạn dứt nó. Đoạn dứt nó thì ưu bi, sầu khổ, bệnh chết cũng đoạn dứt. Nên kinh thường nhắc đi nhắc lại, sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Nếu một người tu tập quyết tìm đường giải thoát ra khỏi cuộc sống trần lao này thì phải buông xả như đức phật và các bậc thánh tăng không trang điểm làm đẹp của cải tài sản bỏ sạch cha mẹ anh em chị em vợ con đều bỏ xuống hết như trong bài dược thoát đã dạy đó là bức tất cả những sợi dây xiềng xích đang trói rất chặt mọi người chỉ có những bậc chân tu thấy được nhân quả nên họ đã mạnh dạn dứt bỏ sạch để vượt thoát cảnh đời thế tục. Sự dứt bỏ vượt thoát này không phải ai cũng làm được. Tuy nói rất dễ nhưng làm rất khó. Người tầm thường không thể làm được. Trong kinh dạy rất đơn giản, sanh đã tận, phạm hạnh mới xong, hoặc duyên sanh dứt thì bệnh tử, sầu khổ, ưu bi dứt. Những danh từ nghe thì dễ dàng nhân đương đầu trước của cải tài sản châu báu ngọc ngà cùng cha mẹ anh em chị em vợ con xả bỏ hay đoạn tận là một việc không phải dễ làm nếu không đoạn tận sanh y thì không thể thực hiện được con đường giải thoát của đạo Phật tại sao vậy tại vì đạo Phật gọi là đạo giải thoát mà không bứt được những sợi dây xiềng xích vô hình đó đang trói buộc thì làm sao gọi là giải thoát được hiện giờ những người đang tu theo đạo phật đời chẳng muốn bỏ mà đạo lại muốn làm thêm hai tay đều nắm hết do thế cuộc sống tu hành đời chẳng ra đời đạo chẳng ra đạo hiện giờ quý thầy và các tu sĩ tu hành chẳng đến đâu chỉ vì tu theo kiểu đời chẳng ra đời đạo chẳng ra đạo rất uổng công cho một đời tu hành tu mãi để chỉ còn lấy Phật giáo làm danh, làm lợi cho cuộc sống thế tục. Tu theo Phật giáo, người tu hành phải đoạn dứt sanh y. Có đoạn sanh y thì tâm mới có thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh thì tâm mới nhập thiền định. Tâm nhập được thiền định thì tâm mới làm chủ được sự sống chết. Người không đoạn dứt sanh y không thể nào ly dục ly ác pháp và nhập tứ thánh định được Do không ly dục ly ác pháp Và nhập tứ thánh định được Thì không còn pháp nào tu tập Làm chủ sanh tử Và chấm dứt luân hồi Đường về xứ Phật không khó Nhưng khó cho những ai Không dứt bỏ đời sống dục lạc Và tình cảm thương mến Ở thế gian Pháp môn tu hành của Đạo Phật không có gì quyền bí và vĩ đại. Chỉ cần hiểu rõ đời sống thế gian là khổ vô vàng và khổ muôn kiếp đời sống suốt thế gian là dứt khổ hết khổ thì chỉ còn một đời sống thế này nữa mà thôi một đời sống tu theo đạo phật hoàn toàn sẽ chấm dứt khổ